Ờ, thế mẹ dắt gì sang bố đâu? Thằng này bố đâu? Ông ngồi không biết, chịu. Ông ấy ngồi cái chỗ là cả họ người ta bảo là chưa thấy ông sung nó sướng đâu. Cũng yêu chưa thấy không tìm đấy ạ. À rõ ràng ông ấy là trưởng thì ông phải ra trước. Người ta chưa đến gặp đâu. Ông ấy say xỉn suốt ngày. Biết là đâu, biết là lại đi đâu rồi. Lại chuẩn là chạy đâu rồi. Vẫn không chữa đâu mà. Cái tính nào người ta gọi bảo rồi tiền lúc chỗ nào vẫn như thế thôi. Bắt đầu lại bây giờ đưa tiền đó, mà rõ ràng là bây giờ là đưa tiền ra để cho xong góp họ, mà còn đi mua đồ là bố là phải đi mua đồ chứ, bố là người quyết mà, bố là đi mua đồ về để con làm công chán làm cô rồi, mà cuối cùng bây giờ không thấy mặt mũi đâu, không thấy mặt mũi trong hơi đâu, không giải quyết. Mày đây, bà đi đâu? Mày bố ơi, sang đấy rồi này, con sang đấy, cả mẹ sang đấy, bố đi đâu? Bố thì nào dẫn mẹ sang đấy ngồi đấy thì bố còn đi mua đồ chứ, bố là trưởng bố đừng biêu đi, bố đi từ 6 giờ mẹ có 7 giờ sang. Ông say xỉn chỗ này rồi, say xỉn đâu thế, ông đi đâu, ông ngồi đâu, ông bố tu đâu, chơi tổ tôm nữa không, làm đâu lại chơi tổ tôm thì đâu, bố đi mua mấy cái đồ này các cụ hôm nay là đến đông đủ thì nó phải bố đưa gì sang thì bố phải đưa gì xong bố mua đồ xong rồi hai người cùng sang một lúc, xong rồi nói chuyện với họ hàng bên đấy rõ ràng chứ. Thì mình ra trưởng tộc thì mình đưa bà sang xong mình đi chuẩn bị xong bắt đầu mình lúc nào đấy thì mình mới giới thiệu, mình đứng ra mình nói. Bố, thế bố đứa mẹ là đến cổng không? À đứa đến cổng không hay là ông, hay là đến đoạn gần đến đấy là bố đi mất. Bố cái gì đi từ lúc 6 giờ. Ừ. Xong rồi gì ở bên đấy gì làm? Xong rồi gì chạy về gì khóc lóc các kiểu. Người ta mắng người ta chửi bên đấy đây. Không bên đấy đâu không? 9 giờ chạy về nhà. Bên đấy bố đã đưa, bố đưa hẳn vào trong. Bố đặt đấy, đây là vợ hai của tôi hay là cái gì đấy? Thì bố cứ tính rằng để lúc nào khai mạc thì lúc đó bố cùng bố. Thế bố biết người ta có chửi mắng mẹ không? Hả? Thế ai chửi mà? Úi ở đấy này cả. Tất cả đấy người ta muốn nói chuyện này. Ai chửi? Bảo ông bảo rằng là tôi trưởng họ đấy, trưởng tộc đấy được cái gì? Người ta chửi là nhà mình đấy. Trưởng tộc nhưng mà có nói được ai đâu? Không nói được câu nào đâu, để người ta chửi người nhà mình này. Về cái con khổ chứ. Ông bảo người ta bảo không nhận, không biết người ta có được ăn cỗ của ông đâu mà. Con không dám bắt cái mặt lên cỗ rồi. Vợ nào vợ nào. Xong mẹ nói thì tôi sẽ tính sau. Cứ để từ từ ấy, mình giới thiệu ấy. Xong hôm đó đó, ngày nay nắng tốt, mình làm một mâm cơm. Thế thì đấy là mình mời bố là nặng mà hôm qua bố bảo là dẫn mẹ con đi sang đấy làm gì đấy, sẽ bây giờ bố nói như này đi khổ thì hôm nay bố đi một mình quá, bố đi bác sướng đi dẫn mẹ sang thì bố con phải đi mua mấy thứ đó phục vụ, bởi mua thì sang mà. Chở gì đi, đi mua luôn cho người sang thế thôi, sợ bà ấy mới về đây bà lại không biết chỗ nên rồi là đi nạt không biết chỗ, biết mà vấn đề là bố chở gì đi mua đồ chứ không phải là tự gì đi mà không biết chỗ. Sợ, bố lắm lý do lắm cơ. Bố lại bắt đầu lại mấy cái thằng trẻ danh chúng nó lại gọi đánh tổ tôm đúng không? Không, không. Không có tổ tôm tổ tép gì cả. Hay là bắt đầu lại tiến lên hay bài cào. Bố là rất cả, nhiều thể loại cả chấm chồng bố cũng chấp nhận chơi. Không chơi, không chơi cái thế gì. Bố ra mang mẹ con, bố đem con bổ trợ thế mà bố chấp nhận được à? Bố mang mẹ con thằng đấy. Mang vào tận bên trong, bảo người ta đây là vợ của tao. Người ta hỏi tôi không là không có gì mẹ con phụ đâu, người ta chẳng có biết là cho họ mình cái này cái tôi bảo tôi là vợ hai của ông Sung, ông bảo chứ Sung nào, ông ấy có giới thiệu đâu mà ông ấy biết là Sung nào, bà sướng vẫn sống chờ cái làm gì có cái vợ vợ ông Sung đấy. Đấy đấy chắc mấy cái ông bà ấy lại là giờ khỏe ấy thôi đó, gì bà về đây ở bao nhiêu ngày tháng rồi làm gì thế rồi tôi biết thẳng bố luôn nha, người ta không biết bố nói câu người ta chẳng biết được, nhưng chẳng thế thì đấy bác sướng nó vẫn ở đây. Ai người ta tin là bố cưới vợ hai? Mẹ bố là bố là con bổ trợ, sao bố lại đi chơi với tổ tôm với thằng danh con này? Có lạ không, gì nữa? Bây giờ 11 giờ đấy, bố ngồi bố chơi từ sáng giờ. Con bây giờ không biết là bố chơi với chỗ nào nữa cơ. Ngày trước là quen một chỗ rồi. Bây giờ không biết đi chỗ nào. Chơi tổ tôm thì lâu, của con cứ vu oan giao họa cho bố thế. Thế thì thôi ông với cả chị sướng đi đi. Còn thôi em ở nhà thôi. Vì họ người ta lên ăn cơm của ông đâu, có của ông đâu mà đi sang đấy cho nên người ta trêu cho. Hôm nay mục đích của tôi là tôi đưa bà sang để tôi giới thiệu mọi người. Bố giới thiệu chưa? Con hỏi bố giới thiệu chưa? Thì lúc quay về thì không thấy bà đâu cả thì giới thiệu với ai? Giới thiệu cái gì? Bố nói lúc đầu cũng nói được à? Ngay lúc đầu nói được không nói được. Thì lúc đó thì bố nói rồi á. Bố nói rồi đến cái thằng trẻ con hàng xóm nghe nó không nghe được bố. Phải đưa, phải giới thiệu xong mới đi đâu thì đi. Đúng. Đi mua bán được. Đây không giới thiệu. Xong đi đưa chở đi mua bán thì về giới thiệu mình thề. Ví dụ không có thì ông bảo là đi mua với tôi thôi. Đang ngày vứt đấy như kiểu một người nào đấy ở đâu đưa, đang đâu đi vào. Đấy, phát đấy là đi vào. Xong đấy lên bây giờ cũng lại tiền xong là bắt đầu đi. Mới ra
mọi người thì ai người ta bảo ấy ông ấy cẩn thận lúc nào mà ông ấy bảo bà thắp hương tổ tiên xong mới là mới ra chuyện bố ấy. Thôi không thú làm gì nữa, bố bố cứ nghe đấy, bố trưởng tộc của chồng họ đấy. Thôi được rồi, các bà cứ ngồi đi đợi thôi nhá. Ông đi đi, đợi đấy. À, ông đi tôi sẽ làm chuyện xong không xong rồi nói. Có mà nói được ai đâu mà. Sang đấy lại đi chơi tổ tôm chứ nói ai. Ông đi đến 9 giờ đêm ông lại về nhá. Tốt lại tốt đi ngay.